Thưa quý vị, giáo sư luật trở thành tân thủ tướng Italy. Giáo sư luật Giuseppe Conte, một nhân vật ít tên tuổi trên chính trường Italy, đã chính thức trở thành thủ tướng thứ 65 của nước này. Ngày 23 tháng 5, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã chính thức phê chuẩn đề cử của Liên minh Đảng Dân Túy, Phong trào Năm Sao và Đảng Cực Hữu Liên đoàn Phương Bắc về việc chọn ông Giuseppe Conte, 54 tuổi, làm thủ tướng. Quyết định này đã tạm chấm dứt 2 tháng bất ổn chính trị ở tại nền kinh tế lớn thứ 3 khu vực của các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu sau cuộc bầu cử hồi tháng 3. Trước đó, trong cuộc họp ngày 18 tháng 5, Liên minh hai đảng đã thống nhất đưa ra các chính sách cho chính phủ mới, bao gồm các biện pháp chống lại các chính sách thắt lưng buộc bụng như cắt giảm mạnh thuế, tăng lương hưu và tăng lương cơ bản hàng tháng. Tuy nhiên, giới hữu châu Âu tỏ ra hoài nghi với chiến lược trên. Họ cho rằng quyết định của hai đảng có tư tưởng chống Liên minh châu Âu có thể sẽ làm đẩy khu vực đồng tiền chung châu Âu trở lại thời kỳ khủng hoảng nợ công, thưa quý vị.